Mày đem bot ra đây, tao không về mà. Em có len à, không có lông cừu. Đâu rồi? Quăng. Ô, ô, té. Đây. Đâu? Quăng mỗi hai cái. Bao nhiêu cái? Ôi trời tối rồi. Sao cũng có người đốt tao vậy này? Mỗi cái tôi. Đâu? Hai cái nha. Đâu? Mày ăn rồi còn đâu? Còn hai nữa. Đâu? Đưa đâu? Rồi, hết rồi. Còn hù chứ không có gì ta. Mày có 1 cái tao chắc còn vả mồm mày bây giờ. Ôi tao bổ tao 2 cái mà. Đâu? Tao đưa rồi. Đưa cái mã. Ở đây đây, Blin. Cho viên Blin đá về mà. Đập cho mặt mày chứ Blin. Bố mày thấy trời tối. TB thằng Loke nào. Mà đưa bố Long Kiều nghe luôn. Ôi té. Sao bố mày cứ kiểu đứng cao cao nhỉ? Đưa bố Long Kiều. Hả, hả, nhiên. Mà lấy. Hoàng hốt. Hình như kiểu bệnh hoa. RIP. Cái sắc quá trời luôn. Gì? Lên là lên là lên. Quay lên. Đẹp. Làm ơn ai đó anh ngăn sơn lại. Có thang đây nè, phải lên. Ê, dưới đây, dưới nhà có thang này. Đập, hết chuyện đi đột nhà. Thanh niên ngu học mấy kích. Ờ, bố đang dự chế gì nhỉ? Sao các con nói đấy, là bố im lặng rồi. Có đốt thang cái lò đó bên trái đây. Đi mà làm đốt nhá. Lấy xàm tạm, xài tạm đi. Sai, đuốc cắm một cây cho nó nhìn nó tươi trẻ nè. Đập, cắm vào đít lùi kè cho nó chạy vòng cho sáng. Cái gì mà tra cốt cái này làm gì làm được đấy. Từ bố mày xem wiki đã, tra cốt vài cái wiki. Ôi vẫn được, vẫn làm được, ảo đấy, có phải ảo đấy nhưng mà không có ấy gì đi đốt 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 quân nhỉ. Mày đốt đốt chưa? Đang thấy mày đốt đi sư cụ nhà mày, kệ mày, cho tao cây đâu đâu gì. Ừ. Thanh niên nói gì đâu ấy kìa. Nên chặt hết cây ở đâu nữa. Nó bị hết mối là đừng cho thằng này đưa đi. Gipper kìa. Gipper kìa. Qua, mỏ thang trăm cục. Ờ, bố con này rồi. Sơn lại hư cấu triệu hồi cho anh em. Triệu hồi cho anh. Triệu hồi Sơn. Ôi, cái cho em. Mình nói hiểu cái phong trào cho anh em. Luke giống Luke đấy, đừng có nói Luke từ ái bái. Ôi cho anh em trả hết gì cái phong trào. Mập mập. Anh nhìn cái béo xấu xí y hệt đây. Đây rồi, bố có đường ông, sáng rồi. Ông hãy đợi tới khi mà tôi tìm được bác sĩ. Bác sĩ chữa gì? Mình trị. Nhìn cực mắc số. Thanh niên kêu với chị. Kinh. Thanh niên kinh quá. Thật không thể thấy được. Bắn bắn lấy bà bảo. Ai tại là bắn quay phát đi. Làm gì? Lấy xác. Nhưng mà chưa đem đồ. Ờ, mình đang định lấy cái gì ấy. Bạn nói rồi mình quên luôn. Xong. Xong. Thanh niên. Thắng lòng thì đứng yên để em teleport. Chết mà rồi đâu nữa. Vãi sờn. Mấy cái thanh niên này. Từ từ về nhà đây. Biết đường đi không? Nhớ. Mình nhìn thấy các cậu rồi. Mình đang cắm vách. Nhìn nè. Ờ, mình đang bị bón trên sông. Mình sẽ cầm cái con ngọn lửa cho mọi người thấy. Đang bị bón trên sông nè. Đây nè. Bị bón trên sông. Thanh niên. Nắng lòng thanh niên. Sao bị lát rồi? Không làm gì nữa đó. Ơ. Không sao. À quên. Mình nhầm. Mình có vẻ nhầm một tí. Rồi. Thanh niên hết bón chưa? Năm chờ chuẩn bị đội quân đi mai nào. Ờ. Từ từ. Các bạn cứ từ từ. Mình quăng mấy cái hoa lá cỏ cành này đi. Ôi, bạn nào với cobblestone lắm thế. Gì? Quăng cái gì? Mình quăng mình để mấy cái giường đây nhá. Để tạm.
mình có một... sắt này. Từ mình đã có để một chỗ với anh Lê rồi đấy. luộc sắt cái mặt này. Thanh niên mắt ngu. Wooden vứt hết. Các bạn cho mình xin ít sắt được không? Không. Má mẹ bạn. Đây rồi, mình cứ thế lấy thôi. Mày mẹ mày có dạy mày tự tiện lấy đồ người khác là không tốt không? Thì hôm nay tao dạy mày rồi đấy. Cứ kiểu bố dạy con nha. Ừ, kiểu đấy. Đấy, bố mới lấy sắt rồi. Sư cụ đằng nào không cho lấy. Bố có cuốc căn, ở đây. Căn nhà như một gọi là vi biệt thự villa sang trọng. Em còn năm. Nhìn như nhà tù. Nhìn như kiểu đít. Mình nhiều khi mình cảm thấy không phục khả năng design. Mày đâu, mày làm nhà, làm như cái nhà tù. Làm, bố mày làm tạm. Bố mày để anh tạm em, anh em đi mai kiếm đồ ngon. Từ từ để đi ngủ cái cho nó sáng sủa tinh thần nào. Sáng ngủ các bạn thần. Ơi. Ngủ ơi. Để mình làm cái mái nhà xong. Mình xin đờ mờ những bạn nào không đi ngủ nhá. Bạn trẻ kia đi đâu xa đấy nhỉ? Dạ nào ấy, lo ke cứ làm cái gì ấy. Nó đang cầm tư đấy. Sao cái mạng mẹ mày. Mày đi ngủ ngay vào luôn. Ô làm cái áo thật hả? Xếp nó hình cái áo. Xếp nó hình cái quần. Thì nó sẽ là gà. Có một đống cát ở đây làm kiếm được này. Thế để... cái mạng mẹ tao bảo mày đi ngủ mới có đi ngủ được không? Thanh niên kiểu vẫn cố tình. Cô thanh niên cố chấp. Có một... vẫn có một thanh niên đứng ráp đồ này cái kiểu. Có cái nón à, cái nón như đôi dài à, không ấy được. Mày ừ, xong rồi. Cứ đi nhà xong rồi nha mọi người nha. Nhà mắc đẹp. Đâu. Mọi người. Cái loại này mà động đất nó phải sập rồi. Có đầu sập. Ok, để hai lỗ thông gió thằng đề phòng thằng ok anh dám. Các bạn thằng Sơn có ngủ hay không tắt vào mồm. Nào kìa. Để tí kìa mọi khác. Cái gì? Bố làm cái gì? Sáng mẹ rồi cái bố. Thôi. Thôi tao đi ngủ rồi. Mệt phải. Ngủ kìa. Mày đâu? Tao nằm kế mày. Vào giường rồi. Tư, mày nằm chỗ đấy cho tao. Ôi, đây rồi. Sáng rồi. Mày có cảm giác lên đỉnh không? Sáng đỉnh biết. Mặt trời nó lên thiên đỉnh. Chậu. Sáng còn mẹ mày ngủ cái mông này gì nữa. Thật sự này. Đi mai đi các bạn trẻ ơi. Đi con mẹ mình vừa xây xong cái nhà định đi ngủ thì trời sáng. Đi mai đi. Đi mỏ đi. Anh rồi đây cứ... này. Đâu? Đi theo. Ở để con rip kìa, đầu tiên ngay từ đấy đây, rip với nhà anh luôn. Đâu bắt rồi? I come here. Ở đây là em xây... đẹp, cái nhà mà cái lăng mộ ấy. Đây là vòng lăng mộ cổ trong CF, ta không biết rồi. Em xây... cái nhà này là chống mọi loại zombie ấy bạn. Có một ripper này. Đâu, tát một bộp nữa. Các bạn có đi mai hay không? Thằng này làm cái gì ấy? Đâu, chả thấy thằng nào mà. Đi kìa. Thanh niên cầu đi mẹ. Phá nhà phá cửa. Thanh niên là hét. Ủa, bấm chữ R nó có gì này. Cái... các bạn đâu thanh niên rồi? Từ cổ chí kim tới giờ. Ê, nó có cả cái công thức này. Đi mai. Cái đấy có từ thời mà Nam Bươi Rồng. Nhìn lên mấy bọn ơi. Thôi teleport đi cho lẹ mệt quá mày thích. Mình không thích teleport lắm. Đi. Mình không thích teleport lắm. Mình thích đi. Mình không đánh giá cao cái sự hư cấu của các bạn. Đây mai đây. Mai bé thế. Ô té, thằng nào? Bé con kẹt, bố mày sẽ soi sáng tương lai. Này, cho mày ngọn đuốc. Tao cái mốt của tao cầm đuốc tao vẫn thấy đường. Ừ, tao cũng thế mà. Thì cái đế mốt tao đưa mày mà. Nghe xuống. I can fly. Ah, I can fly. Ô ô té.
Đấy, thấy muốn điệu nghệ không? Scare kìa, scare kìa. Quất nó, quất, quất, quất. Cát. Cái gì ấy? Vàng à? Yeah. Ôi, 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 cả một kho tàng. Ôi, tao chết rồi. Đã nói rồi. Mỗi thằng chạy một lời cũng chết hết. Mình nghe mấy cái thành niên. Đâu rồi? Đâu rồi? Rồi, chết rồi. Mình đang đào sắt. What the fuck? Đây này kêu, kêu xuống này kiếm được sắt không chịu? Thì à, mình ui, đang... Con nào có đốt không ấy? Không. Chả. Ok. Còn nó cú đêm thôi. Tôi nhìn ghê quá, gì sáng 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 này. Bất. Ok. Mà nay đi hôi đi. Mình đã hôi. Xác nhận là đã hôi. Thành niên bị hôi chứ. Mấy thanh niên chạy học bài. Đấy. Thì thành dạ. Nghe thành đấy thanh niên. Niên thanh niên chưa học bài. Thằng nào ấy nó ưa quá ít thanh niên nào đang bị mẹ mắng thanh niên nhà thanh niên như một cái nhà trẻ chứa chấp tất cả các loại phần thành phần. Ôi, lava này các bạn trẻ ơi. Ôi, vàng, ôi vàng. Ôi vàng ơi. Vàng ơi. Em yêu vàng quá. Ủa, té. Mình té, mình tắt vào mặt các bạn đấy. Đâu, vàng đâu, vàng đâu. Ôi vàng ơi, em yêu vàng quá vàng ơi. Ôi, sáng, ánh sáng chói lóa luôn. Ừ, cái mod của mày lúc đập sáng. Ôi, redstone. Ôi, tao té rồi, lava. Tao chết rồi! Thanh niên sơn đâu? Lây thanh niên sơn nào? Không lây được. Lầm bơm tôi đếp. Cháy đến chết đủ mé. Thông chết. Mình không cẩn thận, mình đã sảy chân. Một phút làm lỡ bạn. Đừng thử dù chỉ một lần. Chắc khăn hiếm nữa. Mẹ đầy ra các bố mày không may thôi. Ôi, có một cái gì đấy gọi là... Mình cũng không biết gọi là cái gì. Sơn kiểu đang căng thẳng. Sơn đang... Bài này chết rồi, đâu. Chết rồi, làm sao bây giờ? Ô, vẫn có nè. Anh Lê, cái này cái gì ấy? Ra đây, ra chỗ tao. Cái gì? Ra đây. TB chỗ tao. Tao đang... Lên. Tao đang làm bếp. Bếp game mùng. TB vô, vô bố mày nhanh lên. Làm gì? Nhanh lên. Ui, hết hồn mày. Ở đây, đây này, đây. Sau lưng. Đây này. Uầy. Áo rượu không? Mày đào đi. Cái gì ấy? Tara Region, cái gì ấy? Chế một cái gì ấy, tao cũng không biết. Chả đấy, công thức nó chả có ra cái gì cả. Chả có ra một cái hệ thống này. Ui, đây. Sao tự nhiên còn nửa cái máu rồi? Thanh niên bị mình lây tí lava mà. Đè. Mình đã chơi chưa cũ mày rồi. Mày làm gì hết, bị làm sao rồi? Xong chưa? Đừng bác. Đi hết mai này chưa? Chưa. Còn lâu mới đi hết được. Mai này em vừa đào. Dạ. Thanh niên lại bắt đầu rồi. Thanh niên đi học bài đi. Ừ. Cơm rồi. Tối. Mai. Ôi, đây cũng có cái gì ấy. Còn to chưa hả? Cơm đây. Sao lại ăn cơm đây? Niên. Thanh niên làm thế là không được, là không tốt. Cái đó kìa. Cái chuyện từ tổ từ thời tổ chí kim từ lúc mà Napoleon tụt quần tắm mưa các biết rồi các bạn. Ôi, đây có vẻ nguy hiểm đấy. Ôi, không lên được. Nguy hiểm đấy các bạn trẻ ơi. Ôi, không bị gì à? Hư cấu à? Thằng nào hư cấu ơi dạng. Ôi. Lại một thanh niên cố bơi trong lava. Gì này? Đây rồi. Một cái gì đấy? Thằng nào có cái lò để nấu sắt rồi vàng ở đây rồi. Không hiểu lắm.
Này kiểu đang đường đi lên rồi. Lắc rồi. Đi xuống. Lắc gì các bạn trẻ? Mình vẫn đang phê. Mình đào qua anh kia đây. Có thể có kim cương. Kim loại thì có. Con chim. Các bác biết kim cương là gì không? Ôi, đào qua đây thấy lo ke đang đứng ráp. Kim cương là một dạng thù hình của carbon các bạn. Ôi, lát à? Nó đang giờ lắc mà. Ê, làm qua đây làm gì ấy? Mình sẽ tìm cách fit. Cái mỏ gì ấy, mỏ phải mỏ vàng đâu, thanh niên đang đứng trên cái mỏ gì ấy. Cái mỏ chứ không ngồi gì. Cái đen này. Đây anh cái mã mẹ thanh niên. Cái đây, cái đây. Sao? Đây thật là kinh khủng. Ấy, được một cục vàng. Đã quá nhiều người chết. Thằng Loki nó xây nguyên một trang trại. Từ, đừng có mái. Trang trại gì? Em có cỏ cứt heo này. Thanh niên. Có cần phải nói quật tạc đây không? Thì ta nó đây là cái gì? Cái chỗ gì đấy? Rất là nhiều nước. Các bạn ạ. Nước everywhere. Ui. Làm nó xây cả một đường đi. Mình đấy các bạn trẻ. Ôi, thanh niên mẹ cắm đuốc ngay trên một cái mỏ. Mình mẹ thông minh vật. Rồi biết nè. Ui, mình... còn lava nhớ. Có Tanzani là cái quái gì vậy? Bóp. Em chịu. Móng mới hả? Không biết cái đấy làm gì cơ. Ấy có kim cương ba cục. Ôi. Ê, sơn. Đúng rồi. Đưa kim cương cho em chế cái cuốc đào cái cục ấy. Cục gì? Cái cục màu đen để qua leader đấy. Đấy, thôi, từ hả qua vậy nè. Qua nhanh lên để em còn qua leader. Đang biết cái gì? Qua đấy. Rồi, có bay các kiểu đâu rồi. Thanh niên rồi, thanh niên sơn rồi. Thanh niên sơn rồi. Sơn, đưa em diamond phát. Không. Để em đào. Nhìn lên đó. Sao có được cái mỏ vàng đấy? 3 cái đúng không? 3 cục đúng không? Ủa, lại được achievement. Được achievement. Em bờ là gì này? Thanh niên Lê lại đi đâu rồi? Đây. Làm gì? Ôi có đá tím này, ảo nha. Cái gì đảo hết. Chứ là hư cấu thôi. Everything is possible. Cái gì ta tan sanite cái gì ơi gipper. Thanh niên là ô đây mình có diamond rồi. Đây rồi, thanh niên đang đứng trên một cái mỏ quên tên. Đừng giết nó đi. Ai đang đào? Mình đang đào ngay vào luôn. Thì sao nó dắt nguyên cái con gipper rồi. Ôi bố biết ngay mà. Hello. Anh lại đang đứng đây như một thằng. Như một con chó. Đúng nhờ. Bố có thể đốt hết cả thế giới bây giờ. Đốt game mà. Anh mới đang làm gì đây? Mày đi ra, tao đang làm đại việc. Đại sự. Đại sự quên. Đúng là thanh niên sơn. Đậu xanh hết và nó ra rồi. Đồ ăn đâu hết rồi. Mình muốn qua đời y đời nhanh nhất có thể. Sơn có đồ ăn à. Sơn có. Ủa quăng em vậy biết thì không chia sẻ đâu. Chết thiệt nha. Ô chơi ngu. Chị ngu là quá rõ. Đang đào Lucian. À, cái gì anh? Cái gì anh? Nước cái gì? Quay. Cảnh biển. Hơn là trong nước, mém chết.
Rồi, chặn được đường nữa rồi. Ôi nhảy mình đào được vàng, mình cứ tưởng đào được viên nữa. Cháy rồi. Để đi ngược lên trên, xử lý gì đó. Còn có gì đâu. Bao nhiêu cục vậy nhờ? Cái này gọi là cái gì nhỉ? Obsidian đúng không nhỉ? Chả biết. Bốn cái đào rồi. Cái tên là gì? Obsidian. Chọn rồi. Kim cương hay là... Thiên nhiên cũng gào thét kim cương. Thì gào thét tên em nào tên kim cương. Một tí nữa. Đúng lắm, em có nhỏ tên kim cương ấy, kẻ ở lớp. Các bạn trẻ lại chơi ngu rồi, lại chơi ngu rồi. Khóc khóc khóc. Mình không chết đâu. Ê, cái này có được án, cũng xong chia sẻ. Ý bạn mình quên đà đấy hả? Ô, mình chết rồi. Làm sao bay, không chết. Bay về nhà có sao? Anh không chết. Bay xuống nhầm hạt. Lại đào đấy thì vỡ mồm. Đấy, vỡ mồm thật. Tắt vào mồm mày như đang vỡ mồm. Tâm làm sao không gì nhá. Nãy bảo xét hôn không xét. Thì kệ bố mà. Kệ tên sơ nha bà. Làm sao bây giờ nhá. Bố đang đào, bố đang chế. Kiểu đào xong này lại có nước chảy qua này. Thế rời luôn xuống. Ôi em đi ngược ra cái đường sáng thế nào và có một cục kim cương rồi các bạn nó kia ý không phải kim cương thằng con đào vớ vẩn không phải kim cương lấy cái đoạn không tám tám cục rồi tám cục rồi cố lên nào các bạn trẻ. Cần hai cục nữa thôi. Hai cục gì? Hai cục kinh. Kim cương hả? Sao đấy bác nhé. Thôi. Đâu? Mana chip. Con chip à? Đấy vừa biết nào hả? Ông Nhật đấy. Chứ đó Mana gì đấy. Dạ hiểu. Con chip. Chip thì chơi gì? Đồ ăn hả? Ồ, lại chơi ngu rồi. Good. Cùng cuối cùng nha các bạn trẻ. Chúng ta sẽ qua The Needer. Ôi, qua đây mà chả có giáp thì... Đang ngủ găng. Lại rồi. Gì đây? Ôi, nhìn biết đi đẹp trời. Cái đá một tiếng này để làm gì? Đây là cánh cổng mở ra The Eater. The Eater chứ. Bơi lên cái hồ này. Đây là cái cổng tao để đâu giờ con chó anh đây. Cái gì? Cái cổng bố mày để đâu bây giờ nhỉ? Nước. Cổng ở thế giới khác đây. Tí nước. Nước kim chi. Đâu giờ được. Ôi. Hai bạn trẻ đang tiến tới mình. Mày teleport được. Tao để đại nha. Tao để đại nha, con chó. Ừ. Tao sẽ để ngay cái mỏm đá của The Lion King. Mỏm đá vĩ đại. Mày ngu quá mày có coi vua sư tử không? Không. Mày ngu. Hay mỏm đá mà con sư tử nó bế đứa con đi. Nó chỗ nó rồi. Con khỉ. Hay mình xinh quá. Nghe thằng ngu keo bệnh hoạn. Ui, lại còn má lấm đồng tiền. Thằng này bệnh thật à. Bác phải nhìn mông nó xem có đồng tiền hay không. Gì mà nhìn đấy. Nhìn mông có đồng tiền đi bà ạ. Học bên học bên xin.
Ôi, có ai cả chết. Thằng của nên ngu dốt. Đến dễ thương hết. Ô, chọc. Ui, bạn trẻ giàu đấy. Cậu xây cái gì em? Để tớ xây giúp này. Mê bác đã đào xong mỏ chưa? Tớ đạp cho mặt mày cái xây giúp. Hay là về mẹ nhà đó. Tổng tổng cả mình chỉ tỏ ý là muốn giúp đỡ thôi. Anh lên xây cái nhà gì cũng biết đấy. Chưa xây xong. Ủa mẹ. Mình sẽ làm một bộ. Ê chết cha. Cái show làm sao quên rồi. Thằng nào có plin ở show đâu. Cái cục plin ban nãy của mày đâu anh Lê? Mình vứt đi rồi. Này, có mấy cái đá của gì có vàng nằm cũng như thế. Sao? Mình sang ngay cái cổng trước. Để xem Plinter Stone. Set item. Thằng Lâm nó hack kim cương là sao nó có kim cương nó đào được cái này vậy? Sơn Plin lấy sơn từ đâu ra nhỉ? Ờ. Hồi nãy không thấy cái đá nhìn áo xịu. Ta cần Plin. Plin là biết gì? Là cái mực. Tao vừa đưa mày nữa. Vứt rồi. Thế thì ăn kìa. Nhưng bố mày cần. Ok. Thì kệ mày. Thằng lo ghe mày có không Plin? Plin là cái bếp gì? Thằng lo ghe xây ruộng cả vào nhà. Đập chỗ khác. Cái gì nữa? Chỗ này đất ở xây ra chỗ khác. Xây ruộng ở chỗ khác. Buồn quá. Buồn kẹt. Nhìn nhìn nghe một tiếng động rất là hùng hồn rồi. Từ từ to lên. Đây này, mở đi. Vãi yeah. Tao ngủ sớm đi. Nhìn sớm. Ngủ sớm hay chưa? 12 giờ đấy. Kinh. Đó, nghe chưa. Mình cần tìm Plinter Stone nhanh nhất có thể. Ôi, tao đéo cần nữa. Tao phải phá nhà đi xây lại. Mình rộn nữa. Nhìn cái nhà. Nhà đẹp phải đéo ai không nhẹ. Gì lại kêu. Ê, cái gì ấy? Anh nhìn bán kéo kéo. Như bán kéo kéo à? Ê, cái nào xây cái hộp nha cho nó rộng rộng. Mình cần Plinter Stone. Baby. Plinter Stone. Yeah, bet. Đá lửa vậy. Ờ. Lấy sạn vô chỗ ấy cát ấy đào. Ở đâu? Cát ở đâu? Quan trọng. Chắc ở xung quanh đây này cái chỗ mỏ này một đống đó ông vậy sỏi kìa dung nham trước mặt kìa cái hàng lâm mắc lé ui lại dần rừng sợ đây để lấy cho dung nham trước mặt kìa bố mày đang tìm rất là cực nhọc chả thấy đâu cái hàng anh lên nó đập bà cái dung nham bên kia ui mẹ cả một vùng dung nham lava các kiểu thấy được chưa? Chưa nghe sơn đang ở đâu ấy? Đừng nhìn nước vãi sơn ở đâu cái đấy ở đâu nhỉ? Ở trong mấy cái sỏi á mấy đá mà như kiểu cát ấy nhưng mà không thấy cái đây đá này. Đâu đâu rồi thì nhiên đào giúp em vài phát này đây con chim phi thêm á đồ phép đồ enchant enchant rớt ra không rớt vãi còn một con đây này dưới chân này ở đây này đào đi rớt pin chưa rớt pin đây hả keep going baby chắc nào có cây cối gì hiếm quăng như hết đây á nào bỏ ơ what the fuck trúng chân ui anh Lê sẽ cái gì á vẫn chưa ừ. Thấy dấu hiệu của Plinter Stone. Okay, đây rồi. Ui, đi lấy gỗ tao đi. Mày tự đi đấy. Đây. Plinter Stone. Iron đâu? Đây rồi. Chúng ta sẽ tạo một cái cổng. Đây là cổng The Nether. Đi. Nghe tao hướng rộng nghe có vẻ phê không?
À đúng rồi các bạn trẻ, mình không biết tại sao nhưng mà nếu mà qua cổng The Nether thì nó sẽ teleport lại một chỗ khác khi đi về. Lý do thì mình vẫn chả hiểu. Thằng mặt nồi cái mày để cái gì ở trên cái cổng của bố mày ấy? Bố mày chỉ để những đồ dùng thiết yếu thôi mà. Tát mặt này. Nên Khảo vứt sơn luôn rất cái kiếm cộng 5 vào. đấy Quay lên anh đi chị ơi, quay lên. Đấy, Quay lên. thôi thôi Ao ảnh kìa. Phê quá, em đang bay, em bay kìa. chúng ta phải tiến Quay. sâu hơn. Quay. Ôi. We need to go deeper. Chưa đây hết rồi. Ô, cái gì? Welcome to hell. Quay thâm của phim con heo. Ô, À, lại lại ấy thằng à? Loki rảnh không? Gì? Sang bên địa ngục này chỉ đào cái đá trắng này cho tao. Đây, đang rồi. Ừ thì đào đá trắng đi, những cái bãi đá trắng trắng này. Ủa, đạch, 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 bị lửa đốt. Đâu? Đá Đây này, mày đây mày này. mày có chừng mấy cái bông lửa lửa, cái bông màu đỏ mẹ nó đốt mày. Ơi, Đây này, đẹp cái bóng gì cái gì đó. trọng. Ui, Nó Đi keo chưa? rồi. Ui sao chả nhặt được cái bông? Cậu thằng nó kia đào cái trắng trắng đi. Cái the nhân what đâu? á, the what. Đào phát Ấy. tang. Làm sao để dập tắt lửa cái bông này? Bông Mày nè. ấy bông đi. Nhặt cái đá trắng để xây nhà nha, mắc đẹp. Nhưng mà không có nhặt được cái bông. Tao tát vào mồm mày Ngu rồi lắm, nói nhiều nói thế chuyện ông ngu quá. Bông Ui, hiếm này. thằng bệnh, thằng nghề, thằng mà mày tao bị teleport ra chỗ khác rồi. Thì đây, mày về đi, set home mà. Mày set home không? Không. Ngu. Bố mày đã bảo mày từ nãy giờ. Này. Từ bố Bố đang mày về. đang nào cho mới thật cái đó nữa. Thôi đi đi quay về cái cổng nhặt bông lửa chạy đua này. Ui Làm thế nào để ấy được cái bông nhỉ? Ơ, cháy, 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 bùng cháy, bùng cháy, bùng chết.